Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội mở đầu cho thời kỳ đẩy mạnh đô thị hóa, công nghiệp hóa trên địa bàn thị xã. Phường Trúc Lâm triển khai công tác phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện các sở ngành cấp tỉnh. Về phía thị xã có Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tịnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các xã phường và 268 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11.000 đảng viên trên địa bàn thị xã. Đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, phát biểu khai mạc đại hội. Tiếp đó, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 25 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26. Đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tịnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 25 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản năm 2020 ước chiếm 2,2%, giảm 5% so với năm 2015. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm 91,3%, tăng 7,5% so với năm 2015. Ngành dịch vụ chiếm 6,5%, giảm 2,5% so với năm 2015. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông lâm thủy sản từ 36,3% năm 2015 xuống còn 25,3% năm 2020. Tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 63,7% năm 2015 lên 74,7% năm 2020. Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 168,2 nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án sản xuất kinh doanh, đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn đã hoàn thành, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thị xã và của tỉnh. Hiện trên địa bàn có gần 900 doanh nghiệp, tăng 43,4% so với đầu nhiệm kỳ và đang hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận tải hàng hóa, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy hải sản, du lịch. Các doanh nghiệp đã và đang đóng góp vào ngân sách với mức thu cân đối trên địa bàn hàng năm đạt gần 320 tỷ đồng trên một năm, tăng bình quân 23,9% trên một năm, vượt 15% so với mục tiêu đại hội. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ. Thị xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 107 dự án với tổng diện tích ảnh hưởng phải thu hồi 1.608,7 ha, số hộ ảnh hưởng 10.974 hộ, tổng số tiền đã chi trả là 1.163,7 tỷ đồng cho 14.474 lượt hộ, giao đất ở tái định cư cho trên 343 hộ, bàn giao mặt bằng 1.226,8 ha đất và 107,4 km đường giao thông cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đã góp phần tích cực trong quá trình phát triển đô thị
và khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tội phạm, tai nạn được kiềm chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, từ đó đã tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo chất lượng. Với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Nghi Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tiềm năng thế mạnh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển đột phá và bền vững kinh tế xã hội, tăng cường ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội và đời sống của nhân dân, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đô thị, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế, đô thị, động lực của tỉnh và khu vực. Đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Đại hội đã đặt ra 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiêu biểu như tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 19%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 đạt 242.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập giai đoạn 2021-2025 là 900 doanh nghiệp. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 82%, kết nạp 750 đảng viên mới trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80% trở lên. Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra những kiến nghị bổ sung các giải pháp vào báo cáo chính trị đại hội để thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương những thành quả trong nhiệm kỳ vừa qua mà Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh là địa phương nằm trên trục giao lưu Bắc Nam của đất nước, có vị trí trọng yếu về kinh tế, quân sự và đối ngoại. Với khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, có dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, cảng biển Nghi Sơn, những nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị. Những năm qua, thị xã Nghi Sơn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Tịnh Gia, đánh dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn. Đây là tiền đề quan trọng mở ra cho Nghi Sơn thời cơ vận hội mới để tiếp tục bứt phá, trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Những kết quả đạt được của thị xã đã góp phần quan trọng cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân vùng ảnh hưởng của các dự án đã sẵn sàng di rời nhà ở, tài sản để phục vụ xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn vì sự phát triển chung của thị xã Nghi Sơn và của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, phân tích kỹ càng, làm rõ thêm những nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục để đưa Nghi Sơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn trong thời gian tới. Nghi Sơn cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng.
nhân dân có truyền thống yêu nước, dũng cảm kiên cường trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Nghi Sơn cũng là địa phương có nhiều người con của quê hương là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, giới trí thức, các doanh nhân thành đạt đang công tác trong và ngoài nước. Đó là những điều kiện hết sức thuận lợi để Nghi Sơn tiếp tục phát huy các tiềm năng thế mạnh, tận dụng thời cơ vận hội, tạo sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, Đảng bộ cần bám sát định hướng chính trị, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh mở rộng, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các ngành chức năng để nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết làm cơ sở để kêu gọi đầu tư và quản lý đô thị, bảo đảm có tư duy đổi mới, có những giải pháp đột phá về thể chế, về môi trường đầu tư kinh doanh nhằm phát huy tốt hơn nữa nền tảng hiện có, liên kết chặt chẽ đồng bộ thống nhất với tổng thể phát triển chung của tỉnh, với các đô thị trong nước, hướng tới khu vực và quốc tế, có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng kỹ thuật then chốt, các dự án hạ tầng xã hội, khu vực khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng, các xã phía đông bắc và phía tây Nghi Sơn, để từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại, tạo sức hấp dẫn mới, thu hút đầu tư vào thị xã, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Thứ hai, Nghi Sơn còn nhiều xã phía tây và một số xã phía đông bắc là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội và đời sống nhân dân còn khó khăn. Vì vậy, cùng với việc phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển đột phá vùng ven biển và hải đảo của thị xã để tạo động lực lan tỏa phát triển nhanh phía đông bắc và phía tây thị xã, bảo đảm cho toàn bộ đô thị phát triển nhanh bền vững. Đây là nhiệm vụ chính trị rất cao, cũng chính là nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng, vừa là thách thức của Đảng bộ và nhân dân thị xã, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị, toàn quân toàn dân thị xã Nghi Sơn phải quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, vận dụng linh hoạt sáng tạo các biện pháp chính trị, kinh tế, hành chính và công tác cán bộ để tạo bước phát triển mạnh mẽ về sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. Thứ ba, để trở thành trung tâm kinh tế đô thị ven biển trọng điểm của cả nước, Đảng bộ thị xã phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khai thác và phát huy tốt hơn các tiềm năng lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt và cơ hội nổi trội, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logistics, phát triển hợp lý các ngành công nghiệp nhẹ, da dày và tiểu thủ công nghiệp để công nghiệp thực sự là trụ cột của thị xã. Phải chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và doanh nghiệp để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, trọng tâm là đề án di dân xã Hải Hà, đường ven biển, đường cao tốc Bắc Nam, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của thị xã trong những năm tới. Phải nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, về tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, xử lý triệt để các điểm bức xúc ô nhiễm do chất thải, nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp, bảo đảm chất lượng môi trường đô thị lành mạnh, tạo điều kiện phát triển toàn diện và bền vững. Phải tạo đột phá về chất lượng và cơ cấu sản phẩm dịch vụ, phát huy lợi thế của cảng biển Nghi Sơn, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt và đường kết nối với cảng hàng không Thọ Xuân để phát triển mạnh các loại hình dịch vụ cảng biển, logistics, vận tải, xuất nhập khẩu, trở thành đầu mối giao lưu, trao đổi hàng hóa trong tỉnh, khu vực và quốc tế. Phải sắp xếp lại mạng lưới thương mại dịch vụ, gắn với quy hoạch phát triển đô thị, nhanh chóng tạo lập và phát triển các thị trường bất động sản, vốn, khoa học công nghệ, lao động, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, tăng cường xã hội hóa đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch, quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào các khu du lịch biển, rà soát điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, các cơ chế chính sách để thu hút khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các trung tâm vui chơi, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, phục vụ du khách tham quan nghỉ dưỡng, quan tâm khuyến khích phát triển các ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nhanh chóng hình thành vùng nông nghiệp chuyên canh sản xuất các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu,
và chỉ dẫn địa lý, nhất là rau an toàn, cây ăn quả và trồng hoa, là địa phương có tiềm năng thế mạnh để phát triển nghề cá. Vì vậy, thị xã cần vận dụng các có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát triển cả nuôi trồng và khai thác thủy sản, khuyến khích ngư dân hiện đại hóa tàu thuyền, phát triển đánh bắt xa bờ, nâng cao chất lượng bảo quản chế biến để hình thành chuỗi giá trị từ khai thác, bảo quản chế biến đến tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Tập trung chỉ đạo các xã còn lại khẩn trương rà soát, tự đánh giá các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới để có biện pháp phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới theo đúng kế hoạch và thị xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng các xã ngoại thành, ngoại thị sớm trở thành phường trong tương lai. Bốn là đẩy mạnh xã hội hóa, tạo chuyển biến nhanh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa bàn, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của quê hương, khơi dậy niềm tự hào, biến truyền thống thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để xây dựng thị xã phát triển bền vững, để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phục vụ đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để đại dịch COVID-19 và dịch bệnh lớn lây lan trên địa bàn, tăng cường bảo đảm các hoạt động an sinh xã hội, có các giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối cho các vùng, chăm lo đời sống của nhân dân cho thực sự ấm no hạnh phúc. Năm là phải coi tăng cường củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, cần chú trọng, chủ động xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện phương châm an ninh, an toàn và an dân trên khắp các địa bàn của huyện, bảo đảm môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phải nắm chắc tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nội bộ trên các tuyến địa bàn trọng điểm, tuyệt đối không được để hình thành điểm nóng, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, tồn đọng, bức xúc kéo dài và các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thật sự phát huy dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở. Thứ sáu, để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, vấn đề then chốt là phải xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi tổ chức đảng đủ sức lãnh đạo địa phương đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vì vậy, cần làm tốt công tác tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu đúng và đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh và của thị xã. Phải thường xuyên rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn nhân sự cả trước mắt và lâu dài. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên. Phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm sai phạm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính của thị xã theo hướng chính quyền điện tử, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở để tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phải thực sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, đoàn kết các dân tộc, và quan trọng nhất là phải tăng cường kỷ cương kỷ luật, giữ vững và tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Thưa các quý vị đại biểu, thưa đại hội, thực tiễn cho thấy không có việc gì là chúng ta không thể làm được khi cả tập thể đồng lòng, đồng sức và cùng chung một chí hướng. Khi đoàn kết trong đảng, trong nhân dân được kết thành một khối vững chắc, thì đoàn kết là động lực, là sức mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.
Giữ vững đoàn kết sẽ mãi là hành trang, là phương châm hành động của toàn Đảng bộ chúng ta trên con đường tiến lên phía trước. Đây là bài học không mới, nhưng chưa bao giờ và không khi nào cũ. Để giữ vững đoàn kết cùng với tuân thủ triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cần nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, cần phải biết chờ đợi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau trên cơ sở đặt lợi ích của Đảng bộ, của quê hương, của đất nước lên trên lợi ích cục bộ và lợi ích cá nhân. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, thưa đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng phát huy truyền thống quê hương cách mạng với những thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn nhất định sẽ vượt qua khó khăn thách thức, chung sức đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng Nghi Sơn trở thành đầu tàu kinh tế ở khu vực phía Nam của tỉnh, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại vào năm 2030, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước vào năm 2045. Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã Nghi Sơn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời kỳ phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn. Chiều ngày 12 tháng 8, Đại hội đã nghe đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, thông qua đề án nhân sự bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, và thực hiện bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 13 tháng 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Hải tái cử chức danh Bí thư Thị ủy. Các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, đồng chí Trương Bá Duyên được bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên. Đồng chí Lê Văn Thông tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đoàn đại biểu của thị xã Nghi Sơn đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, gồm 15 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Văn Hải là đại biểu đương nhiên. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung đã đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Thị ủy, phát biểu bế mạc đại hội. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể đại hội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân và các lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn. Đến thời điểm này, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ khóa 25 trình đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã vào dự thảo các văn kiện trình đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
thảo luận về các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra cho ban chấp hành đảng bộ thị xã lần thứ 26 tiếp tục hoàn thiện. Với niềm tin tưởng phấn khởi trước những thành tựu đạt được, trên tinh thần cầu thị thẳng thắn, không chủ quan, thỏa mãn, đại hội đã thảo luận nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của ban chấp hành đảng bộ khóa 25 trình đại hội. Các ý kiến đã phân tích làm rõ hơn những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm để bổ sung vào, phong phú hơn, sâu sắc thêm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận định thời cơ, vận hội mới và những khó khăn thách thức, đại hội đã thảo luận thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng lại hệ thống chính trị của thị xã trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với phương hướng chung là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển đột phá và bền vững kinh tế xã hội, tăng cường ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội và đời sống của nhân dân, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đô thị. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh và khu vực. Đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Theo chương trình của đại hội, trong bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ vì sự phát triển đi lên của thị xã Nghi Sơn, đại hội đã lựa chọn bầu ban chấp hành đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26 đủ số lượng 41 đồng chí, tiêu biểu cho hơn 11.000 đảng viên trong đảng bộ thị xã, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng một đại biểu đương nhiên, đại hội đã tín nhiệm bầu 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng, ý chí của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn đi dự đại hội đại biểu tỉnh lần thứ 19. Với những kết quả đạt được trên, đến giờ phút này, đại hội xin báo cáo với đảng bộ, chính quyền và nhân dân và các lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn, đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội không chỉ là kết quả công sức trí tuệ của 268 đại biểu chính thức dự đại hội, mà còn là công sức trí tuệ và là quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn trong suốt thời gian qua. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân và chiến sĩ các lực lượng vũ trang thị xã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, đóng góp ngày càng nhiều công sức trí tuệ và sự phát triển đi lên của thị xã Nghi Sơn. Trong niềm vui tin tưởng trước thành công của đại hội, thay mặt toàn thể đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết năm nay diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó với bão lũ năm 2020, phường Trúc Lâm đã triển khai công tác phòng chống, sẵn sàng ứng phó khi có bão lũ xảy ra. Trúc Lâm là phường thuộc vùng bán sơn địa, địa hình thấp từ Tây sang Đông. Phía Đông bao quanh là tuyến đê ngăn mặn, giáp từ phường Xuân Lâm đến thôn Lan Trà, phường Trúc Lâm, với chiều dài 3,2 km. Tuyến đê hướng dòng cầu Tây, dài 0,5 m và 3 hồ đập gồm Khe Xanh, đập Cây Trầu, đập Khe Lầy. Trong đó có 26 hộ sống vùng ngoại đê và 197 hộ sinh sống vùng thấp nội đê. Vì vậy, để ứng phó với mùa mưa bão năm 2020, ngay từ đầu năm, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo về hậu cần, kỹ thuật, lực lượng, phương tiện. Đồng thời, triển khai phương án di rời các hộ dân bị ảnh hưởng của bão lũ đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống lụt bão đến toàn thể nhân dân, nhất là những hộ dân sống ven đê, vận động người dân chủ động phương tiện, vật tư cũng như phương án di rời người, tài sản, sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra. Với sự chủ động về phương án tổ chức thực hiện, phương tiện, lực lượng, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của phường Trúc Lâm sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có bão lũ xảy ra trên địa bàn. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.